giới thiệu keo vật đèo thường giữa hai ông Đô, ông Đô Nguyễn Văn Quỳnh của Hiệp Hòa Bắc Giang cho các hộp đại đèo phố đỏ và ông Đô Đặng Minh Dân của Hà Nội cho các hộp phố xanh. Xin mời hai ông Đô vào thả nghe gọi cho đại thống làm thủ tục xe đạp. Hiện giờ chúng tôi thấy rất nhiều các ông Đô và các sứ vật đã đề với lễ hội thôn Vân Âm. Xin mời các ông Đô chúng ta về bàn tổ chức để đăng ký các phá các lèo thường. Sau đó chúng ta lên phá các đầu lèo của giải nhất, giải nhì, giải ba. Hôm nay bàn chúng tôi sẽ cho thi đấu các vòng bằng một miếng đất đồi. Đô Nguyễn Văn Quỳnh của Hiệp Hòa Bắc Giang đã nhất nổi hai chân của Đô Đặng Minh Dân và Đô Nguyễn Văn Quỳnh đã nhất đó. Xin mời các ông Đô và các sứ vật chúng ta vào theo.